Nếu như chúng nói rằng chúng có thể đập mọi block trong Bedwars chỉ với 1 giây. Đúng vậy, là mọi block trong Bedwars. Anh không tin á? Vậy thì hãy xem video này. Stop. Đây anh em có thể thấy là Obsidian. Và đây là cái gì mà có thể phá được Obsidian chỉ trong 1 giây? Thì xin giới thiệu với anh em, đây là Block Zapper, cũng là nhân vật chính trong video của chúng ta ngày hôm nay, có khả năng đập mọi block cho Bedwars chỉ với 1 click. Anh em có thể mua vật phẩm này trong rating kit của Hypixel chỉ với 3 thỏi vàng. Nhưng mà đến cái lúc anh em xem được cái video này thì nó mất rồi. Nói chung chỉ muốn quay video cho anh em là xem Bedwars Hypixel nó có những cái gì thôi. Mà nếu anh em thực sự muốn trải nghiệm những cái vật phẩm mới lạ ở trong Hypixel thì anh em có thể mua một cái arc Hypixel về chơi. Đến đây thì chú cũng muốn trả lời khá là nhiều những cái vấn đề anh em là nên mua arc Minecraft ở đâu. Thế hôm nay chú sẽ giới thiệu anh em một shop bán arc Minecraft có thể dễ. Xin giới thiệu anh em TS Hometown. Đây là cái thứ có thể giải quyết mọi vấn đề của anh em. Sau đó bán arc Minecraft này, Nitro Discord này có nhận mua game Steam. Và cái độ uy tín của nó phải gọi là bằng 10 YouTuber cộng lại. Thế anh còn chần chừ gì nữa, ngại gì hả? Vào mua đi. Link shop chú sẽ để ở dưới phần mô tả hoặc dưới phần bình luận. Anh em ủng hộ shop đi. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ dùng cái block zapper đấy để chơi cùng với những người bạn của chú nha anh em. Và nó thực sự là một cái gì đấy anh em ạ. Và chúng thực sự xin lỗi anh em vì đã hơn 2 tuần rồi chúng chưa xuất hiện. Chúng xuất hiện trên kênh của chúng. Có cực kỳ nhiều những khúc mắc trong cuộc sống của chúng. Và thực sự chỉ có anh em mới giúp được chúng thôi. Hãy nói cho chúng biết chúng cần làm gì ở video sau đi. Cảm ơn anh em. Giờ sẽ vào phần gameplay nha anh em. Cosmetic. Tira thử kể xem. Đâu Tira kể thì cũng bình thường. Cũng kiếm người bình yêu thường. Cái con người yêu. Hả? Đúng rồi, cũng bình thường. Thế là có duy trì nói giống không? Hả? Mới quen. Mới quen rồi. Ui vàng kìa. Nhoink. Đặt đẻ ra. Nhưng mà là yeah, chúng ta đã có đường ra nói như ở trong cái video. Mà quả này mà chun có 3 vàng chun xuống chun đập len nó. Oh wow. Yes sir. Cái vui là cái gì ta? Ui. Tun chú đang trốn. I'm hiding. Không có tun. Ấy, bên kia có lúc. Từ từ, chúng có block sapper, chúng có block, có cái block sapper có. Thì cũng có. Đấy, tí anh nhá, giờ nhá. Giờ mày nhảy xuống. Mày phá một block. Xong rồi là anh nhảy xuống anh phá block nữa, được chưa? Mày phá block anh Enston dưới kia. Ôi. Được tí hay. Được á. Quá tiền rồi đã mới dù. Quá tiền ơi. Best support. Em làm ulti này. Best support. Yeah. Support hay quá. Thì à chất quá thì à. Yêu mày anh ơi, yêu mày ơi, chút. Ơ. Em làm gì? Không có cái gì hết, không có cái gì hết. Thế như chun xin rồi. Không có cũng phải sleep được cơ mà. Được cơ mà. Chơi luôn Hiếu ơi, Hiếu. Ô, phải ra. Chú chưa được hả? Một emerald này. Hay quá Hiếu. Ngon. Có bị kia bóp rái rồi. What? Áp rái rồi anh em ơi. What? Đâu bị tía. Bóp rái. Mission. Sao mẹ bảo là gì vậy? Oh my god. Đây chúng có invite rồi anh em ơi. Anh em tấn công anh em ơi. Asicula, Tokuda. Asicula, Tokuda. Được luôn anh em ơi. Sion hết đấy. Được quá Sion. Không, đùa kìa. Oh shit, not good. Một kill, ui dồi. Một kill nữa không được ạ. Chịu thật. Thế ra có 7 cái gì đó ở cùng. Oh my shit.
Nãy giờ ngồi ỉ hả đấy. Ỉa mãi mới được bằng đấy. Giáp ỉa à? Ôi, nó in phone kìa, in the book kìa. Let's go. Nè, let's go. Ê, let's go. Nè, vô nè, vô nè, vô nè, vô nè. Ui, giá kim cương à. Nào, giờ anh em phải dẫn theo hết riêng nói hội đồng mình vẫn chơi lại nhưng được không? Ui, xui. Let's go. Tira nói câu nào nghe xuống sau dư luận phát hả? Kiếm rác. Chết lý đi, chết lý đi. Kiếm rác. Vậy luôn. Ui, có con vịt này, what the, có con phao con vịt này. Trời ơi, như cái con cu. Mở. Ây. Kiếm rác rồi. Chịu rồi. Nó kia ấn nhầm vào la bàn này. Ơi chú thấy thằng nào mặc bộ đồ gì nhìn khủng khiếp lắm. Dân làng này. Đấy. Này, này, ôi ôi. Cái bộ nó kìa. Ôi chú thấy Enderman, ôi. Chú thấy Enderman kìa, kìa kìa. Thằng nào thấy không? Đâu nó là con nó là ABC con, mà. Con ấy của mình. Thì à vậy? ABC của mình á. Ê, bắt ra nhìn cơ ấy. Ú, my shit. Chạy ra. Em lục bịa. À đù, ghê chứ. Sion lấy kim cương, Sion. Đủ mà ghê dữ. Anh cầm cầm cái bột lắm. Rồi rồi rồi, đánh đi đánh đi, đúng rồi đúng rồi. Chun. Ok. Wow, 2 năm này hơi lạ. Nhớ rồi, ok, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Em cà của Sion bị lag. Oh my shit. Nó bị lag thật. Thằng nào đang nhảy đấy. Ai làm không quen. Sion đấy. Ê, ê. Ok. Tóc được. Gê 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 gê. Ok. Kệ để anh em đã kia rồi. Ơ thằng nào đứng dưới kia kìa, Tia kìa. Gê 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 gê. Ấy. Ok hả? Tia đứng dưới kìa. I say no. Win game easy. Rồi anh em cố lên anh em ơi. Nè, Tia, à Sion nhìn. Em cố đi. Đây, chung cứu cho nha. Ê, 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 ê. Oh my god. Biru. Bro. Anh em à. Thích cứu ơi. Sion nó sẽ. Nó sẽ gọi là. Nào, nào, đừng, đừng, đừng. Từ sao nhỉ? Ôi, trời, trời. Chết chú đôi, chết chú đôi. Thôi, nghỉ. Tại sao mày lại ở dưới này được? Bruh. Oh my gosh, Ratatouille nhỉ? Ratatouille. Bruh. Ok, anh hiểu cách rồi. Ôi. Vừa mới đến Tia bị làm gì rồi? Ok. Cái đấy là mod block đấy anh hiểu. À, ok. Sao được? Chun. Này mất một block ấy. Không, thì ra chun. Chun không đủ đô, chun không đủ đô. Không hiểu. Thịt kiểu à. Chun ngu cắt. Không có đô. Có chân có. Có mấy cái. Oh my god, thôi để chun. Anh em cứ đi đi. Chun có rìu lên. Lên. Anh lên, đi ra. Ui, thôi anh em về đi, anh em ơi. Thôi. Chú đâu được, hai lần. Ôi, xui ú. Oh, không chơi nữa game rác thôi. Hết móng đi luôn. Đây là con người yêu nè. Ôi. Chú đâu rồi, chú nơi anh. Á.
Đúng eo rồi. Bad Lion gì gì play ở chỗ nào ta? Ờ phốt. Bad Lion nó không có chuẩn cái replay đó là nó có mà. Nhưng mà không biết vào cái thư mục replay của nó ở đâu ấy. Thì ông vào cái Minecraft ông ghi phần trăm data ấy, ông vào ấy là có mà nó có cái thư mục replay video ấy. Ôi vãi. Cũng nghỉ luôn nhá. Ok, thank you anh em xem video này nhá. Ui xổ. À, nói đi chơi là, người yêu đây có một trận thắng thôi nhưng mà nói chung đăng được video là vui rồi. Nhất kế mà đủ. Ok. Không nên làm video. Mình đang tự hỏi.